Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại một số di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cách mạng trên địa bàn tỉnh. Hưng Yên sẵn sàng cho sự kiện chính trị đặc biệt kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Điểm nhấn thu hút đầu tư sau 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Những chuyến thăm làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hưng Yên. Tân Quang, xã hai lần đạt danh hiệu anh hùng. Và các bạn, nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên, sáng nay các đồng chí lãnh đạo tỉnh tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại một số di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cách mạng trên địa bàn tỉnh. Dự lễ dâng hương, dâng hoa có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại nhà lưu niệm Bác Hồ bên Hồ Bán Nguyệt, thành phố Hưng Yên, đoàn đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người khai sinh ra Đảng Cộng sản Việt Nam và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, đoàn đến dâng hoa tưởng niệm tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà cách mạng kiên định sáng tạo, gắn liền với công cuộc đổi mới của đất nước, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ". Tại xã Thuần Hưng, huyện Khói Châu, đoàn đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà truyền thống di tích lịch sử cây đa Sải Thị và dâng hoa dưới gốc đa ghi dấu nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Hưng Yên năm 1929. Tại xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, đoàn đến dâng hoa tại di tích nơi thành lập Ban Tỉnh ủy Lâm thời Hưng Yên vào tháng 7 năm 1941. Tại xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử, đoàn đến dâng hương tại di tích lịch sử Cây Đa và đền thờ La Tiến bên dòng sông Luộc, tưởng niệm hơn 1.100 đồng bào chiến sĩ bị giặc Pháp giết hại dã man trong giai đoạn từ năm 1950 đến năm 1954. Tại các nơi đến dâng hương, dâng hoa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thành kính bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các vị tiền bối cách mạng cùng các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Những ngày này, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đang tự hào và phấn khởi hướng đến lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Đây là sự kiện trọng đại thể hiện truyền thống văn hiến cách mạng của tỉnh Hưng Yên và cũng là đợt thi đua sôi nổi để thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Ngày mai Chủ nhật 19 tháng 12, tỉnh Hưng Yên sẽ trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp sự kiện trọng đại này trên sóng truyền hình và các nền tảng số của đài, trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, website https://www.hungyentv.vn, Facebook Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV.
Đồng thời lễ kỷ niệm cũng được nhiều đài phát thanh truyền hình trong cả nước tiếp sóng. Nhân sự kiện đặc biệt này, vào lúc 20 giờ 15 phút tối nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ gửi tới quý vị và các bạn chương trình Hưng Yên ngày ấy bây giờ. Chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn cùng nhìn lại quá khứ để thấy được giá trị của thành quả và những nỗ lực sau 25 năm của tỉnh Hưng Yên. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất để lễ kỷ niệm diễn ra thành công tốt đẹp. Cùng với hoàn thành công tác chuẩn bị tại nơi tổ chức lễ kỷ niệm, khu vực quảng trường và trung tâm hội nghị tỉnh thành phố Hưng Yên cũng đã tiến hành rà soát, kiểm tra, chỉnh trang lại cờ hoa, tập trung dọn vệ sinh môi trường, trang trí hoa cây cảnh tại các tuyến đường khu vực trung tâm. Công ty huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, công nhân viên lao động công ty tham gia chỉnh trang đô thị, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, sửa chữa điện. Để vừa đảm bảo cho buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, 10 điểm cầu truyền hình trực tuyến, lễ kỷ niệm tại 10 huyện thị xã cũng chủ động kiểm tra lại đường truyền, hệ thống kết nối và sắp xếp bố trí bàn ghế, dụng cụ sát khuẩn. Đặc biệt, tại thành phố Hưng Yên, địa bàn diễn ra sự kiện cũng đã được thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chuẩn bị sẵn sàng kỹ các phương án để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn cháy nổ. Chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan của tỉnh để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, rồi đảm bảo công tác phòng chống dịch và chuẩn bị sẵn tất cả các phương án di động. Thế và tất cả các công tác chuẩn bị thì đến giờ phút này thì chúng tôi đã đảm bảo và tiếp tục thì sẽ kiểm tra đôn đốc, thì có những cái phát sinh chúng tôi sẽ xử lý được ngay. Với sự triển khai khẩn trương tích cực của các đơn vị, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Trên khắp các trục đường như được khoác lên mình một chiếc áo mới với màu sắc rực rỡ của cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu. Dù không diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí chào mừng sự kiện do dịch COVID-19, nhưng nhân dân trên địa bàn tỉnh vẫn cảm nhận được rất rõ không khí vui tươi, phấn khởi chào đón sự kiện trọng đại của tỉnh. Trong đường phố khang trang đẹp, sạch, nhà nào cắm cờ, ai ai cũng phấn khởi khi mà nhìn vào cái quang cảnh này. Rất vui mừng, phấn khởi trước những cái đổi thay của tỉnh Hưng Yên nói chung, thị xã Mỹ Hào nói riêng. Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên là sự kiện chính trị đặc biệt, là dịp để cán bộ, đảng viên, nhân dân ôn lại truyền thống của quê hương văn hiến cách mạng và khơi dậy tinh thần đoàn kết thống nhất, không ngừng nỗ lực để tiếp tục xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và bàn giao 16 nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn tỉnh. Nguồn kinh phí được huy động từ sự ủng hộ của chị em phụ nữ và các nhà hảo tâm với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Theo đó, mỗi hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nhà mái ấm tình thương. Ngoài ra, chị em phụ nữ trong các cấp hội cũng tích cực ủng hộ hàng trăm ngày công lao động, giúp đỡ, dọn dẹp và xây sửa nhà mới. Mỗi căn nhà được bàn giao không những mang lại niềm vui, phấn khởi cho gia đình, mà còn tiếp thêm động lực để giúp chị em vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững ở mỗi địa phương. Năm 2021, một năm đầy khó khăn với nhiều tỉnh thành trong cả nước do đại dịch COVID-19 gây ra. Thế nhưng thu hút đầu tư 11 tháng năm 2021 của tỉnh Hưng Yên vẫn đạt khá với trên 52.000 tỷ đồng và gần 700 triệu đô la Mỹ. Trong đó, phát triển công nghiệp, đô thị dịch vụ và sản xuất nông nghiệp tập trung công nghệ cao vẫn là định hướng phát triển xuyên suốt nhiều năm qua. Nhờ có hệ thống đường cao tốc, đường quốc lộ liên hoàn, thuận lợi đi các cảng biển, sân bay và trong tam giác kinh tế trọng điểm của cả nước là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, nên doanh nghiệp này quyết định chọn Hưng Yên là điểm đến đầu tư cho mình. Với 3 dự án có quy mô diện tích gần 300 ha, đây là một trong số ít những dự án có quy mô diện tích lớn nhất được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư trong thời gian qua. Với sự thuận lợi về kết nối giao thông, chúng tôi cam kết sau khi hoàn thành cơ sở tầng, thì trong khoảng 2 năm tôi sẽ lấp đầy dự án này. Dù mới trải qua 15 năm hoạt động,
nhưng chủ đầu tư đến từ Nhật Bản của khu công nghiệp Thăng Long 2 đã 3 lần xin mở rộng thêm diện tích đáp ứng nhu cầu cho doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư. Chúng tôi đánh giá rất cao môi trường đầu tư và sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh Hưng Yên. Trong suốt 15 năm qua, chúng tôi tiếp nhận các dự án đầu tư nước ngoài rất ổn định. Đến nay, khu công nghiệp Thăng Long 2 đã tiếp nhận trên 80 công ty với số vốn đăng ký, dự kiến đạt khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Hiện tỉnh Hưng Yên có 15 khu công nghiệp và 40 cụm công nghiệp đã được quy hoạch đến năm 2025. Trong đó, có nhiều khu cụm công nghiệp xây dựng mới và mở rộng thêm diện tích, sẵn sàng đón làn sóng doanh nghiệp dịch chuyển đầu tư từ nước ngoài đến Việt Nam, trong đó có tỉnh Hưng Yên. Chúng tôi giảm được 90 thủ tục hành chính, đưa công nghệ thông tin vào, trong đặc biệt trong thời kỳ 4.0 là doanh nghiệp và người dân có thể tại nhà khi thành lập doanh nghiệp mới. Sau 25 năm tái lập, đến nay tỉnh Hưng Yên đã thu hút được gần 2.100 dự án trong nước và nước ngoài đến đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 17 tỷ đô la Mỹ. Năm 2021, ước tổng thu ngân sách tỉnh Hưng Yên đạt gần 18.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt trên 14.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch thu trung ương giao hơn 4.000 tỷ đồng và tăng gần 200 lần sau 25 năm tái lập tỉnh. Bên cạnh việc sự đột phá về giao thông thì chúng tôi tiếp tục tập trung thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp sạch và tiếp tục phát triển đô thị để khả năng nấp đầy các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho tỉnh phát triển. Tỉnh Hưng Yên ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp đô thị lớn, thân thiện với môi trường, có công nghệ hiện đại, phấn đấu thành tỉnh công nghiệp hiện đại, sản xuất nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững vào năm 2025. Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa ban hành nghị quyết quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Quy định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Cụ thể, mỗi cơ sở giáo dục mầm non dân lập tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp được cấp phép thành lập có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động, làm việc tại khu công nghiệp sẽ được hỗ trợ là 20 triệu đồng để trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học, sửa chữa, cơ sở vật chất, phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động, làm việc tại khu công nghiệp được hỗ trợ 160.000 đồng một trẻ trên tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế nhưng không quá 9 tháng trong một năm học. Đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp đáp ứng các điều kiện về chuẩn chức danh giáo viên mầm non, có hợp đồng lao động, trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ tại nhóm lớp có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp được hỗ trợ 800.000 đồng một tháng. Thời điểm này, các hộ trồng cam trên địa bàn tỉnh đang tập trung thu hoạch trà cuối vụ với giá bán cao hơn khoảng 30% so với cam đầu vụ. Hiện nay, giá cam tại vườn bình quân từ 18 đến 20.000 đồng một kg. Thời điểm đầu vụ, giá bán chỉ được 13.000 đồng một kg. Riêng một số chủ vườn để cây cam có tuổi đời gần 20 năm, cam quả to, loại 2 quả 1 kg, có thể bán được giá 25.000 đồng một kg. Theo ngành chức năng, thời điểm này chỉ còn khoảng 20% diện tích và sản lượng cam cuối vụ trên tổng diện tích 1.700 ha toàn tỉnh. Bên cạnh đó, các hộ trồng bưởi cũng bắt đầu thu hoạch để bưởi xuống nước phục vụ thị trường từ nay đến Tết Nguyên đán. Hiện nay giá bưởi diễn và bưởi hoàng ở Hưng Yên từ 15 đến 20.000 đồng một quả. Được biết, diện tích cây có múi của Hưng Yên có khoảng 3.700 ha với sản lượng hàng năm gần 50.000 tấn, trong đó riêng cam là gần 1.700 ha, bưởi trên 120 ha. Từ đầu năm đến nay, xã Tương Quang, thị xã Mỹ Hào đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng, nâng cấp các công trình phúc lợi phục vụ đời sống dân sinh, đồng thời nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, xã tập trung nâng cấp 5 tuyến đường giao thông liên thôn có tổng chiều dài 5 km với chiều mặt đường rộng từ 3m lên 6m và có hệ thống thoát nước kèm theo. Hoàn thành 5 phòng học trường tiểu học, đang thi công 15 phòng học trường trung học cơ sở, cải tạo khu nhà hiệu bộ trường mầm non, nhà văn hóa thôn Vũ Xá và công trình phụ trợ nhà văn hóa hai thôn Hiền Dương và Lê Xá với tổng mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng. Trong đó, có khoảng trên 5 tỷ đồng là nguồn vốn của tỉnh và thị xã Mỹ Hào, còn lại là vốn của xã lấy từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất.
và các bạn, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm là một trong số ít địa phương ở tỉnh Hưng Yên hai lần vinh dự được nhận danh hiệu này. Để có được thành tích đó là nhờ tinh thần đoàn kết, sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân. Tân Quang qua các thời kỳ, nhất là thời kỳ sau tái lập tỉnh Hưng Yên, nhân dân trong xã có sự đồng thuận cao để nhường đất cho các dự án giúp Tân Quang chuyển mình từ một vùng quê thuần nông thành địa phương có công nghiệp, dịch vụ, đô thị phát triển. Thôn Tăng Bảo, một trong hai khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Văn Lâm. Đời sống của dân sinh được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là về là tinh thần, cũng như là văn hóa xã hội và cơ sở vật chất. Chúng tôi được thụ hưởng rất nhiều. Không riêng thôn Tăng Bảo, 7 thôn khác của xã Tân Quang, những năm qua cũng có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Từ bộ mặt của một làng quê thuần nông, đến nay Tân Quang là điểm sáng về phát triển công nghiệp. Đây là địa bàn đứng chân của trên 150 doanh nghiệp với cụm công nghiệp Tân Quang, một trong những cụm công nghiệp hình thành sớm và hoạt động hiệu quả nhất của tỉnh Hưng Yên. Để có được điều đó, người dân Tân Quang đã đồng thuận nhường trên 180 ha đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp. Gia đình chúng tôi trước đây là cũng có ba sào ở khu ngoài đồng đây, cũng là bờ sâu ruộng mật. Thế nhưng mà thực hiện cái chủ trương chuyển đổi đất cho công nghiệp để làm các nhà máy xí nghiệp và tạo công ăn việc làm cho nhân dân ở địa phương. Gia đình nhà chúng tôi cũng đồng thuận. Các con em của chúng tôi là được vào làm doanh nghiệp. Tân Quang hôm nay cũng là địa phương đi đầu trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Văn Lâm. Với việc đang làm hồ sơ đề nghị công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, người dân trong xã tiếp tục đồng thuận nhường trên 130 ha đất để phát triển khu đô thị Đại An. Nhân dân có kinh tế phát triển thì yêu cầu hạ tầng phải đầy đủ. Và một nội dung nữa không kém phần quan trọng đó là đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là môi trường không được ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đó là những nội dung mà Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân xã chúng tôi thường xuyên quan tâm và quyết tâm thực hiện. Từ xã hai lần nhận danh hiệu anh hùng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu, Tân Quang cũng đã đạt tiêu chí đô thị loại 4 và đang trên đường phấn đấu đến năm 2025 trở thành vùng lõi của khu vực đô thị loại 3 huyện Văn Lâm. Thưa quý vị và các bạn, trong 25 năm qua, tỉnh Hưng Yên luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, động viên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội qua các chuyến thăm và làm việc với tỉnh. Đây là vinh dự và là nguồn động viên to lớn để Hưng Yên vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn.
Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Tình hình biên giới giữa Thái Lan và Myanmar thời gian gần đây đang trở nên căng thẳng sau các cuộc tấn công của quân đội Myanmar vào các ngôi làng gần biên giới với Thái Lan và tạo nên một làn sóng người tị nạn tràn vào lãnh thổ của Thái Lan. Theo các nguồn tin, quân đội Thái Lan đã nổ súng sang lãnh thổ của Myanmar vào hôm 17 tháng 12 để đáp trả những quả đạn lạc từ phía Myanmar vào lãnh thổ Thái Lan. Chính phủ Thái Lan cho biết hơn 2.500 người tị nạn từ Myanmar đã chạy sang tỉnh Tak của Thái Lan. Phía Thái Lan cũng đã cung cấp thực phẩm, nơi ở tạm thời cho những người tị nạn này. Các cuộc di tản của người Myanmar ở những vùng biên giới với Thái Lan diễn ra sau các cuộc đụng độ giữa quân đội Myanmar và các lực lượng vũ trang của Liên minh Quốc gia Karen, lực lượng chống lại chế độ quân sự tại Myanmar. Các cuộc đụng độ mới nhất xảy ra trong vòng 30 km tính từ biên giới với Thái Lan, khi quân đội Myanmar tiến vào vùng do quân Karen kiểm soát và bắt giữ một số người chống lại quân đội. Các nhà khoa học Anh vừa công bố một nghiên cứu cho thấy rằng biến thể Omicron gây nguy cơ tái nhiễm COVID-19 cao hơn so với biến thể Delta và chưa có bằng chứng cho thấy độc lực của nó thấp hơn. Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia London cho biết Omicron gây nguy cơ tái nhiễm COVID-19 cao hơn 5,4 lần so với biến thể Delta và các chủng trước đó của SARS-CoV-2. Điều này có nghĩa là mức độ bảo vệ tránh nguy cơ tái nhiễm trước Omicron nhờ miễn dịch tạo ra sau khi mắc COVID-19 có thể chỉ còn mức 9%. Trước đó, các nhà khoa học Nam Phi nói rằng Omicron có thể gây nguy cơ tái nhiễm gấp 3 lần so với các chủng khác của SARS-CoV-2. Theo các nhà khoa học Nam Phi, Omicron có khả năng né miễn dịch ở người từng mắc COVID-19, nhưng vẫn cần thêm dữ liệu để đánh giá nó tác động thế nào đến hệ miễn dịch do vaccine tạo ra. Chính phủ Lào vừa công bố kế hoạch mở cửa đất nước theo 3 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm sau, với mục tiêu là thu hút khách du lịch, cải thiện đời sống của người dân và phục hồi kinh tế của đất nước. Kế hoạch mở cửa đất nước sẽ được triển khai thành 3 giai đoạn, và trong giai đoạn đầu tiên bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm sau, Lào sẽ đón du khách quốc tế từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó bao gồm Việt Nam. Du khách khi nhập cảnh vào Lào, du lịch sẽ phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Về tình hình dịch COVID-19, Bộ Y tế Lào ngày 17 tháng 12 cho biết, trong vòng 24 giờ, nước này ghi nhận thêm 1.702 ca và đều là những ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cảnh sát Osaka, Nhật Bản đang tiến hành điều tra một người đàn ông bị tình nghi là cố tình phóng hỏa trong ngôi nhà 8 tầng, gây ra một đám cháy khiến 24 người thiệt mạng ngày 17 tháng 12 vừa qua. Theo giới chức cảnh sát, người đàn ông khoảng 50 đến 60 tuổi này ngày 17 tháng 12 đã mang theo một túi giấy chứa chất lỏng không xác định vào phòng khám sức khỏe tâm thần ở tầng 4 tòa nhà thuộc khu Kitashinchi, sầm uất ở thành phố Osaka của Nhật Bản. Người này sau đó đặt túi giấy gần lò sưởi trong khu vực lễ tân rồi đá mạnh vào nó khiến chất lỏng trào ra. Lửa từ lò sưởi bắt vào chất lỏng và bùng cháy, gây ra vụ hỏa hoạn lớn. Theo một nguồn tin điều tra giấu tên, người đàn ông này nằm trong số 28 người được đưa đến bệnh viện và vẫn bất tỉnh. Cảnh sát Osaka đang tiến hành điều tra theo hướng đây là một vụ cố tình phóng hỏa. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA thông báo tàu thăm dò mặt trời Parker Solar của họ đã lần đầu tiên chạm vào mặt trời, nơi nhiệt độ môi trường khoảng gần 1.100 độ C. Tàu thăm dò mặt trời Parker của NASA đã bay qua tầng thượng khí quyển của mặt trời, được gọi là nhiệt quang. Theo NASA, cột mốc quan trọng này đánh dấu bước tiến lớn của tàu vũ trụ và là một bước nhảy vọt khổng lồ với khoa học năng lượng mặt trời. NASA cho biết, việc chạm vào vật chất mà mặt trời tạo ra cũng sẽ giúp các nhà khoa học khám phá thông tin quan trọng về ngôi sao gần nhất của trái đất. Tàu Parker được phóng vào năm 2018 để khám phá những bí ẩn của mặt trời và đã du hành gần mặt trời hơn bất kỳ tàu vũ trụ nào trước đó. Phải mất 3 năm sau khi phóng và nhiều thập kỷ sau khi hình thành lần đầu tiên, tàu Parker cuối cùng mới chạm được vào vành nhật hoa của mặt trời. Các nhà nghiên cứu tại Thụy Điển vừa công bố phát hiện cho thấy nhiều loại vi khuẩn trên trái đất đã tiến hóa để có thể tiêu hủy rác thải nhựa. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra hơn 200 triệu mẫu enzyme lấy từ 236 địa điểm trên thế giới và tìm thấy 30.000 loại enzyme có thể phân hủy 10 loại nhựa. Bước tiếp theo, nhóm nghiên cứu sẽ thử nghiệm các enzyme tiềm năng nhất trong phòng thí nghiệm để kiểm tra đặc tính và tỷ lệ phân hủy nhựa có thể đạt được. Việc sử dụng enzyme để phá vỡ cấu trúc của nhựa nhanh chóng giúp tái chế nhựa cũ thành sản phẩm mới, giảm nhu cầu sản xuất nhựa mới. Năm 2016, vi khuẩn ăn nhựa đầu tiên trên thế giới được phát hiện tại bãi rác ở Nhật Bản. Các nhà khoa học sau đó đã chỉnh sửa và tạo ra một loại enzyme giúp phân hủy nhựa tốt hơn, tăng tốc độ phân hủy lên 6 lần. Một công ty Pháp năm 2020 cũng đã tạo ra enzyme đột biến giúp phân hủy chai nhựa để tái chế trong vòng vài giờ.
Phần tin quốc tế cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bản tin dự báo thời tiết thủy văn Hưng Yên đêm 18 ngày 19 tháng 12 năm 2021. Trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Độ ẩm thấp nhất ngày từ 50 đến 55%. Mực nước trên sông Hồng tại thành phố Hưng Yên, mực nước cao nhất 1m30, mực nước thấp nhất 0m20. Series bình nước nóng đầu tiên và duy nhất tích hợp bộ điều khiển gắn tường thông minh.